con này là bị bung bẩn ở trên, bung bẩn ở trên đó. Mình sẽ mài cái bản lề để cho nó cái độ bám dính khi hàn, mài thô ráp cả bản lề cả phần vỏ lắp à. Còn to lên một tí, con cái lúc anh làm chi tiết này thì còn to lên một tí cho anh em nhìn nó dễ hình dung. Lúc nào anh làm xong rồi thì đã thu nhỏ lại. Đấy, mài cái này để khi hàn vào cho nó có độ bám dính. Mình tán chì ra để tán chì cho nó mỏng ra để khi hàn nó có cái độ dàn đều. Chỉ khi mà nó có độ dàn đều ấy, thì cái độ bám dính nó mới khả năng là cao, khả năng là cao nhất. Chứ còn nếu mà mình để lợp trởm, mình để lợp trởm thì cái khả năng bám dính của nó cũng tốt. Là bởi vì nhất là những anh em mà hay dùng Zippo để chích, dùng Zippo để mà múa may quay cuồng ấy, thì nó rất dễ bị gãy bản lề. Hoặc là những anh em nào mà học ở trên mạng mà học cái cách mà chỉnh âm với chỉnh chuông của Zippo ấy, thì không cẩn thận là nó rất dễ gãy và bung bản lề, thì mình lại phải đi hàn thì nó uổng ra. Cái nào mà anh em mà không biết làm, hoặc là làm còn hoài nghi, hoặc không nắm rõ kỹ thuật làm, thì anh em không nên tự làm. Bởi vì tự làm rồi nhiều khi lợn lành nó lại thành lợn què rồi lại phải chỉnh sửa, anh em hiểu không? Đó, sau khi tán chì cho vào xong thì anh em ướm vào đúng cái vị trí, đúng cái vị trí của cái bản lề của nó. Đó, ướm vào đúng cái vị trí bản lề của nó, sau đó anh em kẹp vào và anh em ra nhiệt để hàn. Cái kẹp vào và cái ra nhiệt để hàn ấy, thì nó cần cái sự gọi là chính xác. Tương đối cần cái sự chính xác để sau này khi mà ráp vào, hàn xong ráp vào là anh em sẽ không chỉnh sửa được nữa. Đó. Sau đó thì mình sẽ dùng cái khò mình ra nhiệt. Đó, mình quay đây nhá. Khò mình ra nhiệt để cho cái chì này khi mà ra nhiệt nó nóng, nó sẽ ngấu vào cái vỏ. Nó sẽ ngấu giữa cái bản lề và cái vỏ. Khi ra nhiệt xong thì phải cho vào nước hoặc là bỏng tay. Ra nhiệt xong nhớ phải cho vào nước, xong rồi cầm vào không à. Nó hồng rực lên mà, hồng rực lên mà. Bỏng tay. Khi mà hàn xong cái bản lề rồi thì mình căn chỉnh cái chấu bản lề làm sao cho nó không vênh váo và nó khít với cái phần chấu bản lề của thân dưới. Mình hàn cái thân nắp trên thì mình phải căn chỉnh làm sao cho nó khít với cái bản lề ở thân dưới. Bao giờ mình cũng phải căn chỉnh trước thì mình mới làm đến cái khâu gọi là đóng chốt vào. Chứ nếu mình chưa căn chỉnh đóng chốt vào xong mới căn chỉnh thì nó sẽ rất dễ là gãy. Mắt dương lên chung thì khá là kém rồi, thế nên là mình nhìn các cái chi tiết nhỏ này mình phải nhìn bằng kính lúp mình mới nhìn được, chứ mắt nó kém là không nhìn được nữa. Mình phải chỉnh bản lề làm sao cho nó thật khít vào với nhau thì lúc đó mình mới tán chốt. Cái này làm thì nó do kinh nghiệm là chính, làm hàng trăm hàng ngàn cây zip rồi thì nó quen. Chứ còn anh em mà không có kinh nghiệm thì cũng không nên tự làm, bởi vì làm nó sẽ dẫn đến nó hỏng cái này hỏng cái kia và nó khó căn chỉnh. Bản chất nó rất là khó căn chỉnh bởi vì các cái chi tiết nó đều là bé. Khi đóng chốt những cái zip cũ thì anh em cũng lưu ý là có những cái Zippo nó đã, cái chốt nó đã quá là lỏng lẻo rồi, anh em đóng chốt không cẩn thận là gãy chấu bản lề luôn. Thế đây là cái này nó cần cái sự, một là tỉ mỉ, hai là nó quen rồi, nó cũng có kinh nghiệm đối với cả cái Zippo cũ thì nó sẽ, mình làm nó sẽ cẩn thận hơn. Chứ còn đóng ầm ầm không cẩn thận nó lại gãy chấu bản lề luôn. Đó. Thế nên là nói chung là cũng phải làm nhiều, cứ làm hàng ngàn cây zip, sửa hàng ngàn cây zip rồi nó cũng sẽ quen ấy mà. Sửa hàng ngàn cây zip rồi nó cũng sẽ quen, chứ còn mà bảo mà để sửa được ngay thì nó cũng hơi khó.
Khi đóng chốt vào thì anh em cũng lưu ý là những cái chốt qua sử dụng nó khá là yếu, thế nên là mình cũng phải cẩn trọng. Sau khi làm xong thì mình nhét cái ruột vào để mình kiểm tra xem là cái tiếng nó teng rồi thì ok, đó, tiếng cũng khá teng rồi. Đó, thì đấy là mình hàn bản lề cho một người anh em, hàn bản lề cho một người anh em bị gãy bản lề, và sau khi làm xong thì nó sẽ như này. Rồi, xin chào anh em nhé.